hành trình không thể bỏ qua khi bạn đến với đất nước hình chữ S. Với nhiều loại hình du lịch độc đáo, du lịch biển, du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Bắt đầu cuộc hành trình khám phá những điểm đến hấp dẫn. Cửa Lò, viên ngọc xanh của biển, bãi biển thu hút khách du lịch đông nhất Bắc Trung Bộ. Với những khu vui chơi đặc sắc, nơi đây còn tập trung phát triển du lịch biển nghỉ dưỡng cao cấp, Vinpearl Cửa Hội, Gold Cửa Lò. Rong ruổi trên những cung bậc của ốc đảo, thưởng thức vị ngọt chát của chè xanh xứ Nghệ, nơi giao tình của hồ và núi. Nghỉ dưỡng giữa núi đồi thơ mộng và được tận hưởng trọn vẹn những dịch vụ và tiện nghi theo tiêu chuẩn 5 sao. Đó là những dấu ấn trải nghiệm tuyệt vời khi bạn lựa chọn nơi này. Vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều vẻ đẹp, hòa mình vào thiên nhiên của vùng đồi núi miền Tây Nghệ An. Khám phá vẻ đẹp của những thác nước hùng vĩ, những trò chơi mạo hiểm. Thưởng thức những món ăn độc đáo của người Thái. Cùng cuộc sống bình dị, giữ được nét đẹp truyền thống của người Thái xứ Nghệ. Cảm nhận được vẻ đẹp của làng quê, nơi gia đình Bác đã từng sinh sống. Chiêm bái tại chùa Đại Tuệ, yên bình, thanh tịnh. Trên hành trình tri ân là khu di tích Trung Bồn, nơi lưu giữ bản hùng ca bất tử. Dòng sông Lam hiền hòa thơ mộng. Về nơi đây, nghe hát dân ca ví dặm. Du lịch Nghệ An đang ngày càng khởi sắc. Nơi đây hội tụ những nét đẹp của bản sắc Việt. Và cũng nơi đây sẽ lan tỏa những nét đẹp ấy đến khắp bạn bè năm châu.